Hello, xin chào anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ bàn những cái điều cần chú ý khi chơi coin, tránh anh chị em phải đốt tiền. Thực ra thời gian gần đây thì Long gặp rất nhiều anh chị em mới. Và anh chị em gặp rất là nhiều những cái, nói chung là căn bản, lỗi căn bản khi nuôi coin và khiến cho cá coin bị chết rất là nhiều lần. Rất nhiều anh em nói là sợ nuôi coin Nhật vì nó đắt tiền. Nhưng mà anh chị em nuôi coin Việt mà nó cứ chết đi chết lại thì cũng tốn quá nhiều tiền, không bằng nuôi coin Nhật. Thì hôm nay sẽ có những cái chú ý đơn giản cùng bàn và chia sẻ với anh chị em. Anh chị em thì rất là thích nuôi cá coin, nhưng mà hễ mua về thả vào hồ thì không hiểu vì sao chỉ vài ngày sau cá thường nằm đáy tuột nhớt, khép vây và chết. Anh chị em cũng không hiểu lý do là do đâu. Và mỗi lần mua như vậy thì chúng ta lại mất đi một số tiền, gom lại nhiều lần thì số tiền rất là lớn. Và người ta gọi nó là học phí. Vậy thì làm như thế nào không mất quá nhiều học phí khi anh chị bắt đầu chơi cá coin? Vậy chúng ta cùng tham khảo. Vấn đề đầu tiên thì anh chị em cần tìm hiểu kỹ, đó là về loại cá mà anh chị em chuẩn bị nuôi. Có nhiều trường hợp thì anh chị em đi đâu đó chơi, thấy một chú cá đẹp, xong anh chị em muốn mua về nuôi. Mua về thì anh chị em loay hoay không biết thả ở đâu. Lúc đó thì mới bắt đầu chuẩn bị cái chỗ nuôi. Với cái trường hợp này thì cá sẽ ra đi trong vòng vài ngày, vì lý do đơn giản đó là sốc nước và sốc môi trường mới. Cái lý do quan trọng là sốc nước ạ, vì mình không biết nằm nước. Cái thứ hai là anh chị cần nắm rõ các điều kiện cần và đủ để cá sống khỏe mạnh và phát triển. Ví dụ là như là môi trường nước cần đảm bảo này, máy lọc, máy sủi oxy 24/24. Cái này thì nhà thiết kế tính toán hết rồi, anh chị em không cần phải lo là chạy như vậy thì máy nó có bị hỏng hay không nhá. Người ta tính toán hết rồi. Bởi vì cá coi cần nhiều lượng oxy hòa tan. Hơn nữa nếu có bị cắt điện thì máy sủi oxy tích điện sẽ giúp anh chị duy trì cho cá trong hồ của anh chị nó ổn định. Với cá coi thì hệ thống lọc đạt chuẩn nó rất là quan trọng, vì coi nó háu ăn và người nuôi coi cũng thích cho cá ăn nhiều vì thích mắt, nên là chất thải nó nhiều. Vậy có một cái hệ lọc đạt chuẩn nó rất là quan trọng đó. Dù là kính hay là hồ xi măng, hồ kính hay hồ xi măng thì anh chị cũng cần phải tham khảo việc làm hệ lọc như thế nào cho chuẩn anh chị em nhé. Một hệ lọc đạt chuẩn sẽ chiếm 1/3 tới 2/3 thể tích hồ, chia làm 3-4 ngăn lọc tùy anh chị em. Ngăn bơm, ngăn vật liệu lọc và ngăn máy bơm, hay là có thêm ngăn can nét, sau đó cho lên 3 kỳ. Mỗi ngăn sẽ có công dụng riêng nên anh chị em tìm hiểu kỹ để làm. Rồi anh chị em cũng nhớ là cái nguyên lý nước chảy qua các ngăn như thế nào, khiến giúp cho ngăn bơm nó không bị hụt nước. Ống thông ngăn bao nhiêu là đủ, ống hút đáy bao nhiêu cho vừa thì anh chị em cũng cần nắm được. Cái này thì anh chị em nào nuôi hồ xi măng thì tìm hiểu kỹ, nó cũng đơn giản thôi. Vấn đề tiếp theo anh chị em cũng cần tìm hiểu, đó là cái nguồn nước nuôi cá là nước gì, nước máy hay nước giếng. Từ đó chúng ta có cách để xử lý nguồn nước đó tốt nhất để cá coi có thể sống tốt được, tránh trường hợp cá coi bị sốc nước dẫn tới tình trạng là nằm đáy này, khép vây, bị stress dẫn tới bệnh mà chết. Đây là cái vấn đề nhiều người gặp nhất. Vấn đề tiếp theo đó là cách thả cá khi mới mua về, làm sao cho đúng cách. Nhiều anh chị em mua cá về mở bọc ra rồi thả luôn vào hồ. Đây là sai lầm rất nhiều anh chị em mắc phải này. Anh chị em cần phải có quy trình 3 bước. Đầu tiên là ngâm bọc 15-20 phút để cân bằng nhiệt độ. Sau đó là cân bằng pH để cá quen với nước mới trong 15-20 phút. Anh chị em mở bọc ra rót nước từ hồ vào trong bọc cá từ từ để cho cá quen. Cuối cùng là tắm tím khử khuẩn trước khi đưa vào hồ. Đó thì đó là 3 cái bước giúp cá không bị sốc nước và sốc môi trường. Vấn đề tiếp theo là cái việc dưỡng cá trước khi anh chị em thả cá vào hồ chính. Hoặc là nếu hồ nhỏ anh chị em có thể dưỡng trực tiếp trong hồ luôn cũng được. Cá cũng cần phải dưỡng để phục hồi sau một cái chặng đường bị buôn bán từ trại tới cửa hàng cá cảnh rồi về nhà của chúng ta. Lúc này thì anh chị em nên tăng cái động độ muối 4kg cho một khối. Thì muối được coi là cái thần dược cũng như là chất dẫn giúp cá phục hồi và hấp thụ thuốc để hồi phục lại cơ thể sau một cái chặng đường dài. Anh chị em cũng dưỡng cá bằng te tre Nhật hoặc Ebagin để giúp cá hồi sức lại. Quá trình dưỡng từ 7-10 ngày trước khi mà chúng ta cho cá vào trong cái môi trường nước mới. Vấn đề tiếp theo đó là nếu chủ trước của cá đang nuôi cá trong hồ kính hoặc hồ xi măng thì anh chị em mua về thì anh chị em có thể thực hiện cái cách thả cá là ok rồi, 3 bước bên trên ấy. Nhưng nếu mà cá ngoài cửa tiệm được nuôi ao bùn thì anh chị rồi đem đi bán thì anh chị em cần dưỡng lại trong vòng 7-10 ngày và theo dõi xem cá có phát sinh cái bệnh gì không để kịp thời điều trị. Và cái vấn đề này nó cũng tránh lây lan cho cái đàn cá cũ của anh chị trong hồ, hoặc là sau này cái đàn cá mới của anh chị nó tránh lây bệnh chéo lẫn cho nhau. Và luôn chú ý trong cái thời gian dưỡng và trị bệnh cho cá, anh chị em không được cho ăn. Cá coi có thể nhịn được vài tuần nên anh chị em không cần lo lắng về điều này. Không cho ăn để là đường ruột cho nó sạch.
Đó, khi mà đường ruột nó sạch thì những cái vi khuẩn rồi tất cả các thứ nó sẽ không phát triển sinh sôi. Khi cá được dưỡng khỏe thì việc cho ăn anh chị em cũng từng bước, từ ít tới nhiều, không nên vội vã khiến đường ruột của cá nó bị ảnh hưởng. Hàng tuần thì anh chị em nên kết hợp việc trộn cám với sữa chua, không đường và tỏi giã, lấy nước ngâm với cám để cho tăng cường cái hệ tiêu hóa cũng như sức đề kháng của cá lên cao. Vì khi mà anh chị em dưỡng không cho cá ăn thì ruột lúc này sạch rồi, nó không còn thuốc, nó đã giúp cho cái việc là không còn vi khuẩn này, rồi cả vi khuẩn có lợi, vi khuẩn có hại. Thì lúc này khi chúng ta cho ăn vào những cái men tiêu hóa hoặc là sữa chua không đường thì giúp cho cái việc vi khuẩn có lợi nó sẽ chiếm lĩnh trong cái hệ đường ruột của cá, giúp cho hệ tiêu hóa nó tốt hơn. Nước tỏi thì cũng giúp tăng cao được cái khả năng chống chọi lại với thời tiết, tăng sức đề kháng. Vấn đề tiếp theo là cá koi thì nó có tập tính hay nhảy, có hiện tượng phóng ra khỏi hồ nếu chưa quen với môi trường nước hoặc môi trường sống nó bị ô nhiễm hay là thay đổi thời tiết thất thường, là nó có hay có tập tính đấy nhảy. Nên anh chị em cũng chuẩn bị các phương án che chắn cho hồ bằng lưới, hoặc là thành hồ anh chị em thiết kế cao lên. Ví dụ như hồ ngoài trời theo cái kiểu phong cảnh nắm tiền ấy, có đá rồi trang trí các kiểu, thì anh chị em thường xây cao lên cái bờ hồ tầm 30 cm để tránh hiện tượng cá nhảy. Vì hồ to thì cá nó cũng ít nhảy ra ngoài hơn. Còn cái hồ nhỏ xây theo kiểu là vuông vức thì anh chị em có thể làm cái rào chắn, hoặc là anh chị em có thể che lưới để khi cá mới mua về hoặc là cá còn nhỏ nó tránh hiện tượng nhảy. Thì sau này khi cá nó to lên tầm 50-70 cm rồi thì cá nó sẽ ít nhảy hơn, lúc đấy chúng ta sẽ không cần che lưới nữa. Và cuối cùng thì với việc nuôi cá thì anh chị cứ từ từ và cẩn thận thôi, từ những cái bước đơn giản thì cái việc nuôi cá nó sẽ nhẹ nhàng, không khiến anh chị em mất nhiều tiền mà cá vẫn khỏe mạnh. Thực ra nuôi koi hay là các loại cá cảnh thì nó không phức tạp, chỉ cần mình đảm bảo vấn đề như là nguồn nước này, hệ lọc và phòng bệnh tốt thì việc nuôi cá và thưởng thức cái đẹp của cá sẽ giúp anh chị em thư giãn sau mỗi ngày làm việc. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Có bất kỳ thắc mắc nào anh chị em hãy inbox để chúng ta trao đổi với nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau.